Nếu các anh em có nhu cầu về dịch vụ Apple 4, hãy truy cập vào shop fifavn.com. Một shop account tự động với hệ thống hiện đại, tự cộng tiền, nạp SMS, nạp sò, đặt mua account BB trắng theo yêu cầu một cách uy tín. Thông tin chi tiết mình để ở phần mô tả bên dưới video nhé. Hello anh em, đã quay trở lại với channel của mình. Và trong video ngày hôm nay sẽ là tiền đạo Son Heung-min mùa giải CAP. Trước tiên là về phần tốc độ, Son lướt đi khá nhanh, khả năng cầm và giữ bóng cũng rất tốt, xoay sở dẻo. Nhìn chung, việc cầm Son để ra dắt qua người không gặp nhiều trở ngại, nên anh chắc chắn là một chân chạy cánh đáng gờm. Còn nếu xếp chơi vị trí ST, tiền đạo người Hàn cũng có những pha chạy chỗ thông minh, nhưng vẫn thua kém một chút về khoảng này so với mùa 22 Totti. Khả năng tranh chấp của Son nằm ở mức trung bình, chạy cánh thì có vẻ ổn áp, nhưng nếu chơi vị trí ST hay CF thì chủ yếu sẽ dựa vào những tình huống chạy chỗ để thoát người, chứ khó lòng mà đọ được với những CB hay CDM bên phía đối thủ. Về mặt dứt điểm, những pha ra chân của Son thật sự rất ảo ma, thuộc dạng dễ chơi dễ trúng thưởng. Những cú dắt đê có độ xoáy rất khó chịu cho các GK. Lực đi của bóng từ chân của Son cũng là khá căng, đặc biệt là ở trong vòng cấm. Ở những góc khó, Son cũng có những tình huống dứt điểm rất gọn gàng. Nhìn chung thì anh không có thói quen bỏ lỡ cơ hội ghi bàn. Trái ngược lại thì khả năng không chiến của cầu thủ người Hàn không được tốt. Về khả năng ban truyền phối hợp cũng không có vấn đề gì để bàn. Khi tiền đạo của Tottenham ban bật đập nhã tốt, những đường chọc khe cũng rất thuận lợi cho các đồng đội lập công và khả năng tạt bóng cũng khá ổn áp. Tổng kết lại, Son mùa giải CAP có tốc độ khá nhanh, rơi dắt bóng khéo và dẻo, chuyền trọt khá tốt, dứt điểm ảo ma. Mặt hạn chế của Son là anh tranh chấp ở mức trung bình và khả năng không chiến không tốt. Theo mình, mùa này có phần kém hơn so với mùa 21-22 Totti. Và đó là bài review của mình về Son Heung-min mùa giải CAP. Cảm ơn các anh em đã theo dõi hết video này. Và nếu thấy hay, hãy cho mình một like và nhấn nút subscribe đăng ký kênh ủng hộ mình. Cũng như đừng quên để lại bình luận ở phía bên dưới video nhé. Còn bây giờ, xin chào.
và hẹn gặp lại các anh em trong những video tiếp theo.